Em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người cái thao cần nước em trồng nha. Và em chia sẻ cách trồng cần nước của em luôn. Mọi người cùng đi hái cần nước với em nha. Đây, đây là cái thao cần nước của em trồng đây. Mọi người thấy đã không? trắng nõn nà luôn. <laughs> đó. Ngắt mà nó kêu tách tách luôn á. Nó non. Đây là cái rau mà em à, mua về em ăn á, xong mình ngắt cái phần trên, phần non mình ăn á, xong cái khúc già dưới á, xong rồi em à, ngâm nước qua một đêm, xong em mang ra em em ghim á. Em mua cái thao này nè mọi người, đó. Đó, cái thao lớn này, cái thao tắm của con nít mà mùa hè người ta thường hay bán ở Walmart hoặc HEB hoặc Roger, Nói chung là chợ Mỹ nào cũng có hết á. Thì mọi người ra đó hỏi mua ha. Rộng lắm cái thao rộng, bự. Mua cái thao này về thì mình thoải mái trồng. Trồng rau muống cũng được, rau cần nước. Hoặc những cái, dợ, cái, những cái rau gì mà nó thích nước á, thì nó thích nghi với nước á, thì mình trồng thì tha hồ ăn. Mọi người thấy không? Em trồng nó em xả nước vô mà cần nó mập mà nó trắng. Non quá trời non ha. Có mấy chị nhắn tin cho em hỏi em trồng sao, chỉ cách trồng. À, em trồng khô hay trồng nước? Đã gọi là cần nước thì nó phải là trồng nước nó mới ngon, còn trồng khô thì nó già mà nó mà nó dai nhách ha. Cho nên là mình phải phải trồng phải có nhiều nước thì cần nó mới mập mà trắng. Đó mọi người thấy không? ở cái mé bên kia nó kìa đó bên tay em cũng mập mà bên mé bên kia cũng vậy nữa nó trắng nó mập lắm lúc em mới bắt đầu trồng á là mình mình lấy cái gốc già mình ngâm qua một đêm đừng có ngâm lâu nha ngâm nhiều quá ngâm nhiều ngày thì nó cũng thối rồi nó cũng hư à mình chỉ cần ngâm cho nó đủ tươi thôi chứ cũng không cần chờ nó ra rễ đâu cho nên là mình ngâm chừng một ngày, ngày rưỡi là mình mang đi mình trồng được rồi đó mọi người. Đó, trồng như em là em trồng vậy đó. Mới đầu em trồng là vậy nè. Em mua thao về ha. Xong em đổ đất vô, đất mà mình mua ở ở Home Depot hoặc là Glow á. Là cái lúc đợt sale là 10 đồng mà 5 bao á. Đó. đó, lúc em mua, mua sale nhiều. Xong rồi á, mọi người đổ vô trong cái cái thao đó. Không có độ nhiều, độ đầy thao nha Khoảng chừng độ 1 phần 3 của cái thao đó thôi À, 1 phần 3 thôi đó Cái thao của em á 1 phần 3 của cái thao đó là khoảng chừng 4 đến 5 bao đất thôi Đó, 4 đến 5 bao đất Xong cái mình cho nước vô Cho nó ẩm ẩm đất Xong bắt đầu mình ghim cần Mình đã ngâm rồi á Mình ghim nó vô Đó, mọi người nhìn thấy cần của em mập không Quá trời mập mà non luôn đây nè nhiều khi là rau dấp cá em ăn xong rồi còn mấy cái cuộn á em để ké vô trong này đó mọi người thấy không nó cũng lên quá trời <laughs> rồi bên kia nữa kìa em mua rau ngộ ôm á mua rau ngộ ôm về ăn nè đây nè đó xong rồi mình ăn rồi cậu được uh, mấy cái cọng già đó em cũng cho vô trong nước đó luôn em ghim nó xuống cái đất của cái rau cần đó mà nó cũng lên luôn đó rau nào nó cũng cũng mập cũng trắng hết đó mé trong kia em cũng có ngộ ôm ở trong nữa đó nên bây giờ nấu canh chua là em đâu cần mua mua rau ngộ ôm nữa đâu hoặc là nhiều món ăn với rau thơm rau dấp cá đồ giờ nhà em trồng quá trời giờ nguyên cái phần rau thơm là em không phải mua nữa đó mà nó non rau non quá trời non à rồi khi mọi người ghim xong rồi đó Nước ẩm các thứ Chờ cho nó nảy mầm á Cần nó nảy mầm lên Rồi nó có rễ đã nha mọi người Để cho nó bám rễ vô đất đã Xong rồi mình thấy lá lên Rồi bám rễ chắc Rồi mình mới xả nước vô Lần sau mình xả nước là mình xả ngập thao luôn á Ngập thao luôn Hoặc là những lúc mình tưới tưới cây á Thì mình xả vô cho nó Để nó thay cái nước cũ đi Nó xả nó trôi đi Nó thay nước cũ đi Thì nó còn nước mới Thì nước nó sạch thì mình xả nhiều thì cũng bớt mũi nè mà cần nó có cái nước mới nó ăn thì nó mới trắng em không hề xài một chút phân hay là phân cá hay là những cái phân gì mà nó nói chung là organic nhưng mà bón cho rau đồ em cũng không có xài một cái 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 phân gì luôn toàn nước một trăm trăm là nước thôi mình trồng nước nên cũng có mũi cho nên là mọi người phải giữ vườn sạch sẽ đây nè đó cắt cỏ giống như nhà em em là ba nó đi làm là em cắt hết một mình em luôn cắt cỏ cho nó sạch sẽ hoặc là mình giữ vườn cho nó sạch sẽ thì những cái nước này nó cũng động lại nhưng mà nó cũng không có có đáng bao nhiêu mũi hết mà ông xã em cũng hay xịt mũi lắm xịt mua thuốc về xịt rồi mọi người chịu khó thay nước cho cần nữa nha thì cần nó mới trắng mà mập được mà nó nó sạch nó xả sạch những cái nước cũ thì nó cũng bớt mũi rồi khi mà cần lên á, cái đợt đầu á hoặc là những cái đợt sau cũng vậy, mọi người ngắt cần ăn á thì cũng chừa chừng 2 3 đốt lên để cho cần nó có có những cái mắt cái đó nó nảy những cái mầm ra thì mình có rau non mình ăn hoài luôn á. Mà nhiều chị hỏi á là trồng cần nó có chịu được lạnh không á? Đây nè em trồng cần nó chịu mùa lạnh luôn, nó không có chết đâu nha. Đó. Mọi người nhìn nè, trời ơi nó non quá trời non à mới ngắt có chút xíu mà mà đó nó trắng quá trời nè cái góc vườn nhà em mọi người nhìn cái góc vườn em em dùi đại mấy cây dưa gan nè đó mấy cây này mấy cây dưa gan rồi cái góc vườn rau thơm của em đó mọi người nhìn thấy không em mới trồng hà trồng mỗi loại một ít mà giờ ăn không hết luôn trời ơi, cái đám cần bên kia nó 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 trắng đây nè đó cái tay em ngắt nè trời ơi nó trắng quá trời nên trồng cần này á thì mọi người chịu khó xả nước cho cho nó một chút. Nó thay nước cũ đi rồi nó nó có nước mới thì rau cần của mình sẽ trắng ha. Còn nếu mọi người muốn bón phân thêm cho cần cho nó nó trắng nó đẹp hơn á thì lựa cái loại phân nào mà organic á để đảm bảo cho gia đình mình ăn ha. Mọi người nhìn nè, em hái có chút xíu mà, mà quá trời luôn, trắng ha. Mà còn quá trời luôn á, đó thôi hôm nay em chia sẻ sơ sơ cách trồng rau cần cho mọi người biết ha rồi mai mốt em làm video khác em sẽ chia sẻ tiếp mọi người nhìn nè đã không trắng quá ha mai mốt em đi mua thêm một cái thao em sẽ nhân giống cần ra rồi sau đó em sẽ quay video chia sẻ cho mọi người từ lúc em cho cần xuống dưới đất cho tới lúc mà cần lên như thế nào ha mọi người đón theo dõi video của em nha Nhớ ấn like and subscribe kênh của bếp nhà Alisa để em có cơ hội chia sẻ với mọi người nhiều hơn nha. Và em không quên chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video của em. Hẹn mọi người ở video lần sau. Bye bye!